Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Quản lý bảo vệ rừng của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, khi rừng được giao cho cộng đồng quản lý bảo vệ đã giảm áp lực cho chính quyền cơ sở và lực lượng kiểm lâm trong công tác ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng. Quản lý bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng đang là hướng đi phù hợp để nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên phát triển tài nguyên rừng bền vững, nâng cao tỷ lệ che phủ của rừng, đồng thời tạo thêm sinh kế và thu nhập ổn định cho nhiều cộng đồng dân cư. Phản ánh của phóng viên đài chúng tôi tại hai huyện Tuần Giáo và Mường Ảng. Hơn 300 gia đình tại năm bản ở xã Tinh Phong sinh sống xen lẫn giữa rừng. Trên các dãy núi có độ cao từ 1.200m đến 1.800m so với mực nước biển. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp nhỏ hẹp nên đời sống phụ thuộc chủ yếu vào thu hoạch các loại lâm sản ngoài gỗ và trồng các loại cây dược liệu như thảo quả, sa nhân dưới tán rừng. Bên cạnh đó, khi được giao khoán diện tích rừng để quản lý bảo vệ, các hộ còn được nhận tiền từ quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Cũng chính vì thế mà đối với người dân nơi đây, bảo vệ được rừng chính là bảo vệ được sinh kế, bảo vệ nguồn sống của gia đình và đảm bảo cả tương lai cho các thế hệ mai sau. Rừng thì rất là quan trọng của cuộc sống của bà con nhân dân, là cả không phải là của bản mình thôi, là của trong xã mình, là trong nước mình, giữ rừng để có đồng nguồn nước, là có sau này có ngũ để làm nhà cho các cháu tương lai sau này. Là trên mình là có giữ rừng, là giữ để mình trồng thảo quả dưới tán rừng trong bản mình, là cứ mỗi một ngày một tủ, mỗi tủ là cứ phân công đây là quanh năm với tháng đi kiểm tra rừng. Xã Tinh Phong, huyện Tuần Giáo có gần 2.200 hectare đất có rừng, trong đó hơn 95% là rừng tự nhiên, nhiều thân gỗ lớn ba người ôm không xuể. Hiện nay, diện tích đất có rừng trên địa bàn xã Tinh Phong đã được giao cho ba cộng đồng quản lý bảo vệ, với đại diện chủ rừng là các trưởng bản. Mỗi một cộng đồng đều thành lập được ban điều hành, có quy chế hoạt động cụ thể. Các gia đình trong xã luân phiên bố trí thành viên tham gia hoạt động tuần tra bảo vệ diện tích rừng được giao theo định kỳ. Số tiền được nhận từ quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng sẽ trích lại 30% kinh phí để duy trì hoạt động của tổ quản lý bảo vệ rừng. Số tiền còn lại sẽ chia đều cho cộng đồng để cùng được hưởng lợi. Kể từ khi rừng có chủ, công tác quản lý bảo vệ rừng ở xã Tinh Phong cũng đi vào nề nếp. Đã nhiều năm qua, ở xã Tinh Phong không có hành vi xâm lấn rừng nào xuất hiện. Thấy bà con nhân dân trên này thì họ sống phụ thuộc về trên này là đất rừng thôi. Thì họ quản lý bảo vệ rừng thì đi bán nào thế, nắm bán họ bảo vệ rừng tốt, đấy, nhiệt tình. Đấy. Mùa khô hành là 2-5 tổ, đấy, một bản một tổ 10 người. Đấy, là cứ thay nhau đi tuần tra hàng ngày mùa khô hành. Đấy. Thì họ biết là rừng của mình là mình phải bảo vệ đấy, cho nhà nước, vì thôn bản. Còn đây là hơn 200 hectare rừng trồng và rừng tái sinh đã được giao cho cộng đồng bản Bua 1-2, xã Ảng Tờ, huyện Mường Ảng quản lý bảo vệ. Hơn 10 năm qua, diện tích rừng do hai cộng đồng kể trên quản lý bảo vệ đều sinh trưởng và phát triển tốt, không có tình trạng chặt phá rừng hoặc cháy rừng xảy ra. Mỗi người dân đều coi rừng là tài sản chung và ai cũng được hưởng lợi từ rừng, nên đều phải có trách nhiệm quản lý bảo vệ. Cũng xác định rừng là cái nguồn tài nguyên lớn của đất nước và tài nguyên lớn của trong gia đình. Sau khi bà con được nhận rừng trồng thì bà con chăm sóc rất là tốt. Thế bà con bảo vệ không để xảy ra chặt phá và không lấn chiếm làm nương rẫy. Bà con thì rất là có trách nhiệm. Để tạo sinh kế bền vững và lâu dài trên những diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng, cộng đồng các bản Bua 1-2 còn chủ động mua một số giống cây lâm nghiệp như mỡ, keo và thông để trồng, nhằm phủ xanh đất trống và từng bước nâng cao tỷ lệ che phủ của rừng. Trong quá trình thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của những người chủ rừng, không chỉ có hoạt động tuần tra bảo vệ rừng, mà việc làm đường băng cản lửa và phát dọn cây bụi, thảm thực vật
nhằm giảm thiểu những nguy cơ xảy ra cháy rừng cũng được các cộng đồng tự giác hô hào nhau cùng thực hiện. Rừng là nguồn tài nguyên quý giá đối với mọi người dân và đối với cả đất nước. Bởi vì có rừng là có tất cả, thì hàng năm thì chúng tôi vẫn được tiền dịch vụ môi trường rừng hơn 5-60 triệu về chia cho bà con và sử dụng vào mục đích là đi làm đường băng cản lửa, sửa đường để vào công tác bảo vệ rừng nó được thuận tiện hơn. Với cương vị là một thành viên trong tổ bảo vệ rừng, hàng tháng tôi phải đi tuần tra kiểm tra, nếu mà có sự xâm lấn xâm phạm của người dân chúng tôi sẽ báo về tổ cùng nhau đi xem xét. Chúng tôi để báo lên trên, lên cấp xã báo lên huyện. Còn những cái nào việc nhỏ, ví dụ chúng tôi có thể giải quyết được trong nội vụ hay là trong bản, chúng tôi giải quyết luôn ở trong bản. So sánh số lượng biên chế hiện có với diện tích đất lâm nghiệp đang được giao quản lý bảo vệ, lực lượng kiểm lâm tại hai huyện Tuần Giáo và Mường Ảng đều mỏng và thiếu. Đơn cử như tại huyện Tuần Giáo, toàn huyện hiện có trên 90.000 hectare đất lâm nghiệp, trong đó hơn 42.000 hectare là đất có rừng. Nếu căn cứ theo các quy định tại Nghị định 119 ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của kiểm lâm, thì huyện Tuần Giáo đang thiếu khoảng 20 công chức kiểm lâm. Tại thời điểm này, có công chức kiểm lâm của huyện phải phụ trách từ 2 xã trở lên. Công tác quản lý bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn, nên khi rừng thực sự có chủ, lực lượng kiểm lâm sẽ có những cánh tay nối dài để công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng được thực hiện hiệu quả, đồng bộ hơn. Đối với lực lượng kiểm lâm thì mỏng, các chủ rừng thường sát với lại rừng hơn, họ sẽ đi tuần tra nhiều hơn và để phát hiện các vụ vi phạm nhiều hơn, thì đấy là cũng là nguồn kênh thông tin đối với lực lượng kiểm lâm để trực tiếp tham gia để xử lý các vụ vi phạm, để ngăn chặn việc phá rừng, cháy rừng. Về công tác quản lý bảo vệ rừng cộng đồng thì đem lại cái hiệu quả rất lớn. Thứ nhất là họ tăng cường lực lượng thường xuyên. Cái thứ hai, họ có một cái lực lượng rất là nhiều. Khi xảy ra cháy rừng, nhất là cháy rừng, họ huy động lực lượng thì hạn chế cái mức thấp nhất do cháy rừng gây ra. Họ sẽ mạnh hơn trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng và ngăn chặn tất cả các hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân mà không chấp hành tốt về cái công tác quản lý bảo vệ rừng. Họ đưa ra cộng đồng, họ kỷ luật, họ nhắc nhở và họ xử lý. Theo quyết định số 1280 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên về phê duyệt kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có gần 700.000 hectare đất quy hoạch phát triển lâm nghiệp, chiếm hơn 70% tổng diện tích tự nhiên. Các địa phương và các ngành chức năng của tỉnh đã tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ việc hoàn thiện đo đạc, lập bản đồ địa chính và xác định hiện trạng đất lâm nghiệp để thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cộng đồng quản lý, bảo vệ để rừng thực sự có chủ. Đến nay đã có 127 trên 128 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện công bố quy hoạch 3 loại rừng. Khi hoàn thiện xong quy hoạch, các địa phương đều đã tiến hành giao rừng cho các cộng đồng quản lý bảo vệ. Theo số liệu thống kê, riêng hai huyện Tuần Giáo và Mường Ảng đã có gần 100% diện tích đất có rừng đã được giao. Người dân có thêm sinh kế, có thu nhập ổn định và được chia sẻ nhiều nguồn lợi từ rừng một cách công bằng, đúng pháp luật. Đối với xã Tinh Phong thì với công tác bảo vệ rừng thì từ trước đến giờ thì bản cũng phân công ra các tổ dân quân và tổ quản lý bảo vệ rừng, thì với trách nhiệm của bà con thì rất là cao, mà với hạn chế cái khai thác rừng nữa. Tinh Phong thì một cái xã mà có khí hậu mà rất là thuận lợi về trồng các loại cây dược liệu, dưa tá rừng, thảo quả này, và còn trồng thêm các loại sâm, cây sâm nữa, sâm ngọc linh nữa. Hiện nay bà con đã trồng thử trên địa bàn xã mà phát triển rất là tốt. Vâng, so với trước kia thì chưa giao cho các nhóm hộ với các bản quản lý thì cũng rất khó khăn, do là điều kiện nhân lực là ít, thì phương tiện đi lại cũng như là chưa có đường, đi rừng là cũng rất khó khăn. Từ khi giao cho các tập thể bản quản lý là tập thể bản đã
tổ chức huy động bà con là tổ chức lào đường. Từ đó thì đường đi lại lên rừng là rất là thuận tiện. Giờ đây, nhiều cộng đồng dân cư tại hai huyện Tuần Giáo và Mường Ảng đã được trả công xứng đáng cho việc quản lý và bảo vệ rừng. Họ được sống giữa một màu xanh, giữa trùng điệp của núi rừng với không khí trong lành. Những cây gỗ vẫn tiếp tục vươn mình xanh tốt giữa đại ngàn. Để những cánh rừng không bị xâm lấn, những cây gỗ quý của rừng không bị đốn hạ và giảm thiểu nỗi lo từ những vụ cháy rừng mùa khô hanh, thì các chủ rừng ở Tuần Giáo, Mường Ảng vẫn luôn tâm niệm, dù khó khăn đến mấy cũng phải bảo vệ toàn vẹn. Thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ động vật hoang dã được các cấp các ngành rất quan tâm chỉ đạo. Mọi hành vi xâm hại đến các loại động vật hoang dã, tùy theo tính chất mức độ, đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tại Nghị quyết 35 của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp quy định như sau. Điều 21. Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng. Hành vi săn bắt, giết, nuôi nhốt động vật rừng trái quy định của pháp luật bị xử phạt như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. A. Động vật rừng thông thường trị giá dưới 10 triệu đồng. B. Động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nhóm 2B, trị giá dưới 5 triệu đồng. 2. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. A. Động vật rừng thông thường trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. B. Động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nhóm 2B, trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng. 3. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. A. Động vật rừng thông thường trị giá từ 20 triệu đồng đến dưới 40 triệu đồng. B. Động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nhóm 2B, trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. 4. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. A. Động vật rừng thông thường trị giá từ 40 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng. B. Động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nhóm 2B, trị giá từ 20 triệu đồng đến dưới 35 triệu đồng. 5. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 110 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. A. Động vật rừng thông thường trị giá từ 70 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. B. Động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nhóm 2B, trị giá từ 35 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Điều 22. Vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Hành vi vận chuyển lâm sản từ thời điểm lâm sản đã xếp lên phương tiện vận chuyển, không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp pháp, nhưng lâm sản thực tế vận chuyển không phù hợp với hồ sơ đó, bị xử phạt như sau. 1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. A. Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thông thường trị giá dưới 15 triệu đồng. B. Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nhóm 2B, trị giá dưới 7 triệu đồng. C. Gỗ thuộc loài thông thường dưới 2 mét khối. 12. Phạt tiền từ 270 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. A. Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thông thường trị giá từ 270 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng. B. Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nhóm 2B, trị giá từ 135 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng. C. Sản phẩm của động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nhóm 1B, trị giá từ 70 triệu đồng đến dưới 80 triệu đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Quản lý bảo vệ rừng của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên. Xin kính chào và hẹn gặp lại!